Một người thầy võ sư hơn 10 năm qua đã dành tất cả tâm huyết, miệt mài chỉ dạy cho nhiều người khuyết tật dần phục hồi chức năng vận động và cứu chữa những hoàn cảnh đi đứng khó khăn do di chứng của bệnh tật hoặc bị tai nạn. Đó là võ sư Lê Hoàng Mai, lớp chữa bệnh miễn phí cho người khuyết tật ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đều đặn mỗi chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, nương náu trong căn phòng chỉ hơn 60m2 thuộc nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 100 học viên, đủ các lứa tuổi, miệt mài luyện từng động tác hồi phục sức khỏe. Nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược, động tác chữa bệnh cũng lạ lẫm. Lớp chữa bệnh hoàn toàn miễn phí này được mở ra bởi võ sư Lê Hoàng Mai. Cái lớp này mình mở trên mười mấy năm rồi. Có nghĩa là mình hỗ trợ những cái bạn mà yếu thế, những bạn mà khó khăn, các em nhỏ đó, nhiều cha mẹ khi mà có con mà như vậy đó, đi chữa rất là nhiều nơi nhưng mà kết quả không có tốt, thì càng ngày càng trầm trọng hơn, dẫn đến tình trạng là bé suy nhược cơ thể trầm trọng và dẫn đến là mất đi nhiều cái cơ hội để mà tìm lại bản thân mình. Thì mình mới quyết định là đóng cửa hết tất cả các sân để mình dạy dỗ rất là nhiều nơi. Thì mình đóng cửa sân, tập trung tất cả đệ tử về để mà hỗ trợ cho các em. Điều khá đặc biệt là phương pháp chữa trị được võ sư Lê Hoàng Mai áp dụng hoàn toàn không sử dụng dược phẩm, mà dựa trên cơ sở vận dụng kiến thức về y học cổ truyền như huyệt đạo, hỗ trợ người bệnh tập vận động để từ từ hồi phục. Ở đây đa phần đều là ca bệnh khó, ca đặc biệt. Mỗi ngày có khi tiếp nhận từ 2 đến 3 ca mới. Cháu nó đẻ thiếu tháng, mới có 6 tháng thôi. Cái cơ địa của cháu nó kém lắm, yếu, ăn cũng kém lắm. Cũng đi tập nhiều lắm rồi, nhiều nơi lắm rồi. Nhưng mà đi tập vật hóa trị liệu ở Bệnh viện Thống Nhất, rồi mổ rồi. Nhưng mà cháu nó không có thể lực, nó không có khỏe được. Thì từ ngày đến đây giờ là 1 tháng 3 tuần. Thì cách đây 1 tháng rưỡi là thấy cháu nó có cái thể lực nó khỏe. Cháu nó đứng nó vững, ngồi nó vững. Là tự nhiên thả ra đây cháu nó đi được. Cháu đi khám thì bị chậm tâm thần vận động, là nó chậm nhận thức luôn, nhận thức nó cũng không biết gì hết. Ngồi nó chỉ ngồi được nhưng mà nó cũng còn yếu lắm, chủ yếu là nó chỉ lật được thôi. Chỉ đi tập ở đây thì được 1 tháng mà thấy cháu tiến bộ hẳn, đứng được rồi. Con tôi thì nó bị tai nạn, cũng đi các nơi là tập vật lý trị liệu cho con. Nhưng mà sau khi lên phê thì thấy thầy Hoàng Mai đây tập cho các bệnh nhân rất là tốt. Thì tôi có đưa cháu xuống đây được tính đến nay là hơn 4 tháng, gần 5 tháng rồi. Thì nói chung là ở đây á, thì thầy, cái này mấy trò của thầy rất là tốt. Nói chung là tân tình. Chú bị tai biến, liệt tứ chi, nằm một chỗ, nó co lại. Sao cứ tập lên đây tập mấy bài của thầy Mai chỉ, bây giờ tay hai tay hoạt động lại được. Chân thì tự động, bây giờ bám chỗ nào là đứng dậy được á. Sau mỗi buổi tập, nhìn thấy từng học viên đứng dậy được, có thể ngồi, ăn, thật sự là động lực để thầy trò võ sư Lê Hoàng Mai nỗ lực hơn với sứ mệnh tìm lại đôi chân cho rất nhiều trẻ em khuyết tật, chậm khả năng vận động. Thì cũng một phần là cũng may mắn là mình cũng gặp được người thầy cũng hỗ trợ cho mình là không có lấy phí. Và từ đó là mình có những cái ý tưởng để mình trả lời ơn cuộc đời, định hướng cho các em nhỏ biết chia sẻ, biết yêu thương với mọi người. Thì mỗi cái nhân tố tốt thì xã hội mình sẽ tích cực hơn, sẽ tốt đẹp hơn. Đây là cái mong muốn lớn của mình. Cái cảm nhận của em khi mà tham gia vô cái lớp này thì em cảm giác là em đã, nó rất là giúp ích được cho nhiều người. Giống như từ cái bản thân mình có thể giúp cho mọi người những hoàn cảnh khó khăn, những em đó đi không được, mình có thể giúp những em đó có thể là tự động đứng lên đi được, làm cảm giác là rất là vui. Học võ để yêu thương, học võ để hỗ trợ người khác. Sau những giờ miệt mài tập trung hỗ trợ người bệnh, những môn sinh lại bắt đầu hăng say với các bài tập võ Aikido quen thuộc do võ sư Lê Hoàng Mai chỉ dẫn.